Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, tại Quảng Nam, bắt người phụ nữ dựng kịch bản đóng giả người cung cấp vải may mặc để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Tiểu mục nóng trên mặt báo với vấn đề cao tốc hai làng cần xem xét lại sau nhiều tai nạn giao thông khiến nhiều người tử vong. Giống gà đông tạo quý hiếm được ưa chuộng dịp Tết. Độc đáo thiết bị giúp theo dõi sóng não khi xem tranh. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cùm tin nóng với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Tin nóng. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đã quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tiên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Trần Thị Tiên là quản lý của xưởng may do ông Huỳnh Nguyên Vũ làm chủ. Do cần tiền nên Tiên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông Vũ. Tiên nhờ em rể của mình là Hán Đức Anh, đóng giả là người cung cấp vải may mặt. Sau đó, Tiên đưa ra thông tin không có thật với ông Vũ là có khách đặt đơn hàng quần áo số lượng lớn, cần phải nhập nguyên liệu về gia công. Đồng thời, Tiên cung cấp số điện thoại của Đức Anh để ông Vũ liên hệ. Do tin tưởng Tiên nên ông Vũ đã liên hệ với Đức Anh để trao đổi mua nguyên liệu. Sau khi ông Vũ thanh toán số tiền hơn 1 tỷ đồng, tiền mua nguyên liệu cho Đức Anh thì Đức Anh chuyển lại cho Tiên và Tiên đã chiếm đoạt số tiền đó. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Huy Phương, ngụ phường 10, quận Gò Pháp, đã bàn giao hai cá thể khỉ đuôi dài nặng hơn 20 km cho cán bộ trạm cứu hộ động vật hoang dã thuộc chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh để thả về rừng tự nhiên. Theo ông Phương, hai cá thể khỉ được trên được ông nuôi từ nhỏ đến hiện tại đã hơn 10 năm. Ngay sau khi nhận tin báo, chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã cử cán bộ xuống nhà ông Phương ở làm thủ tục tiếp nhận hai cá thể khỉ trên. Cán bộ kiểm lâm đã sử dụng biện pháp bắn thuốc gây mê với liều lượng hợp lý trước khi bắt để tránh làm tổn thương hai cá thể khỉ. Được biết, hai cá thể khỉ đuôi dài này thuộc nhóm 2B, động vật nguy cấp quý hiếm. Thời điểm tiếp nhận, hai cá thể khỉ có thể trạng tốt, sức khỏe bình thường, giới tính đực. Trọng lượng một con khoảng 12kg, con còn lại hơn 10kg. Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an thành phố Đồng Hới, công an huyện Quảng Ninh đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ nhóm 7 đối tượng chuyên hách tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ khoảng đầu năm 2023, các nhóm đối tượng trên lên mạng tìm hiểu cách chiếm đoạt trái phép tài khoản Facebook của nhiều người trên phạm vi toàn quốc, sau đó đổi mật khẩu xâm nhập sử dụng tài khoản Facebook chiếm đoạt để nhắn tin hỏi mượn tiền, chiếm đoạt tiền. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã tạo lập khoảng 20 tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời mua thêm nhiều bộ tài khoản ngân hàng rác từ các đối tượng trên mạng nhằm che giấu cho việc nhận tiền lừa đảo từ các bị hại. Ước tính tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng khoảng 8 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được các lực lượng liên quan tiếp tục đấu tranh mở rộng. Tại thành phố Rạch Giá, tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, vụ án liên quan đến việc đưa tàu cá ra vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bốn bị cáo gồm Trần Văn Luyến, sinh năm 1981, Phạm Chí Dũng, sinh năm 1965, Trần Minh Tâm, sinh năm 1984 và Trần Văn Nhật, sinh năm 1987, đều trú tại tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng, các bị cáo đã có các hành vi tắt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, gửi thiết bị giám sát sang tàu cá khác, tổ chức đưa thuyền viên đi đánh bắt khai thác hải sản trái phép trên các vùng biển của Malaysia và Indonesia và bị cơ quan chức năng của các nước này bắt giữ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Luyến 8 năm tù, Phạm Chí Dũng 7 năm tù, Trần Minh Tâm 7 năm tù và Trần Văn Nhật 1 năm tù. Cả 4 bị cáo cùng phạm tội, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Tiểu mục nóng trên mặt báo hôm nay xin đề cập một vấn đề đáng quan tâm liên quan đến cao tốc hai làng qua góc nhìn của tác giả Lê Thành Phong. Thưa quý vị, vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn Tuy Loan đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng xảy ra vào sáng ngày 23 tháng 1 vừa qua khiến hai người tử vong. Và đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên trên cao tốc La Sơn Tuy Loan. Báo chí trước đó đã phản ánh tai nạn giao thông liên tục xảy ra trên đoạn cao tốc này Lái xe đi trên cao tốc La Sơn Túy Loan đều cho rằng chẳng khác gì đường quốc lộ, tỉnh lộ không phải là cao tốc, bởi vì cao tốc chỉ có hai làn đường, hạn chế tốc độ 80 km h Nếu lưu lượng xe lớn thì lái xe chạy chậm, chỉ cần một xe phía trước đi chậm là cả đoàn sau chậm theo. Vì nếu muốn vượt, cần có khoảng trống, nếu không sẽ gây tai nạn giao thông. Ngoài khoảng trống, phải thêm điều kiện là chỗ vượt phải đúng vị trí, không phải là vạch liền, nếu vượt qua vạch sẽ vi phạm. Tất nhiên không phải lái xe nào cũng đủ kiên nhẫn để chờ đến vị trí được phép vượt mà vượt ẩu. Nếu ban đêm đèn xe lóa mắt, chạy đối đầu thì tai nạn là điều khó tránh khỏi. Cái vòng lẫn quẩn là ở chỗ cao tốc hai làn xe nên không thể thiết kế giải phân cách cứng ở giữa. Vì nếu có giải phân cách thì mỗi bên một làn xe không thể vượt được. Nhưng nếu không có giải phân cách thì nguy cơ tai nạn rất cao do xe chạy đối đầu. Do đó đã là cao tốc thì phải có giải phân cách thì xe mới chạy tốc độ cao. Muốn làm giải phân cách thì ít nhất phải có 4 làn xe. Nhiều cao tốc hai làng xe như Cam Lộ, Hòa Liên, Cam Lộ, La Sơn, tai nạn giao thông xảy ra chiều. Các địa phương lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tai nạn đối với cao tốc hai làng xe. Theo lý giải của Bộ Giao thông Vận tải thì do hạn chế nguồn ngân sách nên phải xây dựng cao tốc theo cách phân kỳ, có nghĩa là làm từng giai đoạn, hai làn trước, sau đó nâng lên bốn làng. Rất chia sẻ với Bộ Giao thông Vận tải khi không đủ nguồn vốn thì phải tính toán cách đầu tư. Tuy nhiên xin nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đó là yêu cầu quy hoạch đường cao tốc phải có tầm nhìn dài hạn, tổng thể tiêu chuẩn hoàn thiện tối thiểu 4 làn xe ô tô đủ làn dừng khẩn cấp, vận tổng thiết kế là 80 chỉ đến 100 km/h, không đầu tư cao tốc quy mô hạn chế hai làn xe, gây lãng phí gây lãng phí nguồn lực và thời gian nâng cấp mở rộng. Vâng thưa quý vị, cao tốc mà phải hạn chế tốc độ vì tiêm ẩn tai nạn, phương tiện lưu thông chỉ chạy dưới 80 km/h thì còn gì là cao tốc nữa? Và đến đây thì xin khép lại nội dung này của tiểu mục nóng trên mặt báo. Tiếp tục chuyển đến với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý khán giả, trong dịp Tết năm nay, các cửa hàng hoa ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã nhập hàng vạn cây lan hồ điệp từ Đà Lạt về để phục vụ thị trường Tết. Đặc biệt, hoa lan hồ điệp được kết trên gỗ lũa, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật có giá hàng chục, thậm chí cả hàng trăm triệu đồng, nhưng vẫn hút khách. Những cành hoa lan đẹp lung linh được kết trên thân gỗ lũa như một tác phẩm nghệ thuật hút mọi ánh nhìn. Chị Phan Hiện Lương, chủ một cơ sở kinh doanh lan hồ điệp trên đường Lê Ninh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ, năm nay giá hoa lan hồ điệp Đà Lạt không tăng so với dịp Tết năm ngoái. Giá hoa lan hồ điệp dao động từ 150.000 cho đến 800.000 đồng mỗi cây, trong đó đắt nhất là dòng lan VIP 5.0 có giá 3,5 triệu đồng mỗi cây. Cũng theo bà chủ cửa hàng, hoa lan hồ điệp tuy đắt nhưng được thị trường rất ưa chuộng. Khách hàng càng ngày càng thích mua hoa lan chơi Tết vì được lâu lại không cần phải chăm sóc, tưới nước cầu kỳ. Hiện nhiều người đã bắt đầu nhận đặt và mua về chơi Tết sớm. Tùy vào thế từng khúc gỗ với hình thù khác nhau, người thợ kết hợp thành những tiểu cảnh đẹp mắt trước khi bàn giao cho thợ cắm lan. Những cây hoa lan được kết trên gỗ lũa cũng được lựa chọn cho phù hợp với màu sắc, dáng, thế để tạo thành một tác phẩm hoàn hảo. Hoa lan hồ điệp được kết trên giá bằng gỗ, có thể khoe hết vẻ đẹp hoàng mỹ. Mỗi tác phẩm này có giá hàng chục triệu đồng. Theo quan điểm dân gian, lan hồ điệp tượng trưng cho sự phú quý, may mắn và thịnh vượng. Vì vậy mà lan hồ điệp được nhiều người yêu thích và lựa chọn để trang trí, làm quà tặng trong các dịp đặc biệt như lễ Tết kính thưa quý vị càng gần ngày Tết Nguyên Đán giáp Thìn 2024 nhu cầu chơi hoa lan hồ điệp của người dân thủ đô càng tăng cao tại những gian hàng chuyên bán loại hoa này nhiều thợ cắm hoa luôn trong trạng thái bận rộn phải làm việc hết công suất để trả hàng cho khách qua đó có mức thu nhập tiền triệu mỗi ngày đến từ yên bái anh Nguyễn Văn Bắc làm nghề cắm hoa lan đến nay đã được 8 năm. Cùng chính từ việc có tham niên trong nghề, nên nhiều năm nay, anh Bắc luôn được chủ gian hàng hoa lan thuê cắm hoa mỗi dịp Tết nguyên đáng. Mặc dù công việc mang tính thời vụ chỉ làm duy nhất một tháng trong năm, nhưng anh có thể kiếm được thu nhập nhiều người mơ ước. Tại một cửa hàng chuyên bán hoa ở đường Lê Đức Thọ, quận Nam Tự Liêm, Hà Nội, nhiều thợ cắm hoa luôn trong trạng thái bận rộn và làm việc hết công suất để trả hàng cho khách. Để phục vụ yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của khách hàng, các doanh nghiệp cửa hàng hoa phải mời thợ cắm hoa lan giỏi từ nhiều tỉnh thành về làm việc. Tiền công cho thợ cắm hoa lan thường được trả theo cành, dao động từ 15 đến 20 ngàn đồng một cành, tùy vào trình độ và tay nghề. Công đoạn khó nhất trong cả quá trình trồng và cắm lan nằm ở việc uống nắng, sắp xếp và trang trí. Điều này đòi hỏi thợ cắm hoa phải có kinh nghiệm và mắt thẩm mỹ. Đặc biệt, lan hồ điệp là loài hoa rất dễ bị gãy, nên khi cắm lại, càng đòi hỏi sự khéo léo. Vì làm việc theo chế độ khóa thu nhập, nên những người thợ cắm hoa lan có thể chủ động hoàn toàn trong việc thợ vì làm việc theo chế độ khoán thu nhập, nên những người thợ cắm hoa lan có thể chủ động hoàn toàn trong thời gian làm việc hoặc có thể lựa chọn làm việc hoặc nghỉ ngơi tùy vào tình trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, tại Nghệ An, những ngày này, các chuyến xe chở hoa đào, hoa mai, quất với nhiều kiểu dáng kích thước đã bắt đầu đổ về thành phố Vinh, Nghệ An để phục vụ người dân có nhu cầu chơi Tết, trong đó có những cây tuổi đời hơn 100 năm dạo quanh các tuyến đường điểm báo hoa trên địa bàn thành phố Vinh, phóng viên ghi nhận hình ảnh nhộn nhịp với nhiều chuyến xe chở cây cảnh, trong đó đào Tết được nhập về nhiều nhất. Trong số những cây đào được đưa về thành Vinh, phải nói đến loại đào cổ đến từ Bộc Châu, Sơn La, có tuổi đời hơn 100 năm. Loại đào này được lấy trên rừng và thuần chủng, được ghép với đào Nhật Tân. Ông Ninh Đức Đệ sinh năm 1952, quê ở Nam Định, với 30 năm trồng đào cho biết, đào cổ này được đưa từ Bộc Châu, tỉnh Sơn La về để bán Tết, Loại đào này gọi là bích đào, sẽ gì gọi bích đào bởi nó được ghép từ đào Nhật Tân. Bích đào có nguồn gốc từ rừng ở xứ lạnh Mộc Châu và nay nó được gần 155 năm tuổi. Để có những búp đẹp hoa nở đúng mùa thì bích đào được ghép cành từ 4 cho đến 5 năm nay. Cũng theo ông Đinh Đức Đệ, nếu người chơi mua cây sẽ có giá bích đào từ 60 cho đến 80 triệu đồng một cây. Đối với loại cây cho thuê chơi Tết, giá dao động từ 20 cho đến 40 triệu đồng một cây hiện nay dọc theo tuyến đại lộ lê ninh thành phố vinh lượng đào đổ bộ về rất nhiều và thu hút đông người đến xem không khí tết tại thành phố vinh đã nhộn nhịp hơn với cảnh đào mai quốc được bày bán Thưa quý vị, gà đông tảo hay còn gọi là đông cảo, một sản vật của cự dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đặc điểm nổi bật của loại gà này là cặp chân to, thân hình cao lớn, có trọng lượng trưởng thành từ 4,5 đến 6 kg, mẫu mã đẹp, thịt ngon và được nuôi thả tự nhiên nên rất được khách hàng ưa chuộng. Cùng với thời gian đến nay, người dân địa phương vẫn đang bảo tồn và phát triển giống gà quý hiếm này. Những ngày này, các thành viên trong hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu đang tích cực chăm sóc gà để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán. Ông Lê Quang Thắng ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, thỉnh Ưng Yên cho biết. Cái tiêu chí đầu tiên để xác định một con gà đẹp và thuần và ngon thì đương nhiên là cái tiêu chí đầu tiên phải là cái đôi chân. Đôi chân phải là to, tròn, vảy thịt hoặc vảy rồng. À, sau đó là cái trọng lượng của cân, và thứ ba nữa là, là cái màu mã của bộ lông. Ông Lê Tuấn Cường ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chia sẻ. Được con gà Đông Cảo mà xuất phát tại chính quê hương Đông Cảo của chúng tôi ấy, thì cái đầu tiên là phải có cái chọn lọc từ con giống. Sau nữa là khi con giống ra thì mình sẽ quan sát thêm về cái người, đặc biệt là cái chân và cái đầu, cái cánh Hiện nay, gà đông tảo cũng đã được nuôi ở nhiều địa phương nên giá gà giảm nhiều so với trước. Điều đó khiến người nuôi luôn trăn trở. Để xây dựng thương hiệu gà đông tảo năm 2016, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đông tảo đã liên kết thành hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà. Đến nay, nhiều sản phẩm của hợp tác xã đã được chứng nhận là sản phẩm ô cốp 3 đến 4 sao. Ông Lê Văn Thắng, chi cục trưởng phát triển đông thôn tỉnh Hưng Yên thông tin. Các anh đã hợp tác liên kết và thành lập nên hợp tác xã. À, từ đó thì à, tiếp nhận những cái à, à, quy trình kỹ thuật à, tổ chức sản xuất theo à, tiêu chuẩn việt gáp à, à, thực hiện tốt cái công tác à, xúc tiến thương mại à, để giúp đỡ cho các thành viên của xã tiêu thụ cái, cái sản phẩm gà đông tảo một cách à, khá ổn định gà đông tảo từ lâu đã trở thành đặc sản sản phẩm riêng có của mảnh đất Hương Yên. Với những giá trị văn hóa, giá trị kinh tế mà gà đông tảo mang lại, tỉnh Hương Yên đã và đang có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người chăn nuôi trong việc bảo tồn và phát triển giống gà quý này. Trong khi đó, tại Quảng Nam, nhiều nông dân xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh gần đây đã chuyển đổi mô hình nuôi thả gà trống để cúng phục vụ thị trường trong dịp Tết nguyên đáng 2024 và đem lại hiệu quả kinh tế do đầu ra ổn định, giá cả cao hơn, việc nuôi gà bán lấy thịt, nuôi gà để trứng. Thời điểm này, hai trại nuôi gà trống cúng của ông Nguyễn Văn Điển ở thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc đã sẵn sàng cung ứng cho các thương lái với số lượng 3.000 con ông điển cho biết đây là năm thứ ba gia đình ông chuyển sang nuôi gà trống cúng phục vụ thị trường dịp tết cổ truyền của dân tộc ông điển chia sẻ ông vốn nuôi gà thịt cũng có ít nhiều kinh nghiệm nên khi nhận thấy thị trường rất cần những con gà trống đẹp mã để phục vụ cúng trong dịp tết nên chuyển đổi qua nuôi mỗi năm chỉ nuôi một lứa duy nhất và đầu ra được thương lái bao tiêu nên ông khá yên tâm ngay từ tháng 8, ông Nguyễn Văn Điển đã chuẩn bị chuồng trại tiêu độc khử trùng các mầm bệnh, sau đó chọn nơi cung cấp gà giống có chất lượng mang về nuôi theo mô hình bán hoang dã, thả rông trong vườn. Khác với gà thịt, gà trống để cúng là giống gà mía hoặc còn có tên gọi là gà chiếp, với ưu điểm là bộ lông đẹp, chân vàng, màu đỏ và to. Phù hợp với tiêu chí lựa chọn gà cúng truyền thống của người dân. Để có đàn gà khỏe mạnh, mã đẹp, ông điển tiêm phòng đầy đủ vaccine, áp dụng các biện pháp phòng bệnh viêm ruột, cảm cúng và gà được bổ sung các loại thức ăn như rau, lúa, cám để chắc thịt thơm ngon. Mỗi lứa nuôi kéo dài từ 3 cho đến 4 tháng và tốn khoảng 1.000 bao cám cho 3.000 con gà trống ăn. Cùng một số chi phí khác thì tổng vốn bỏ ra khoảng 300 cho đến 400 triệu đồng. Với giá bán sỉ khoảng 90.000 đồng một ký thì cho lãi được hơn 100 triệu đồng cho việc nuôi gà trống cúng. Tin thế giới kê chú ý một ban nhạc độc nhất tại Mexico đang kết hợp giữa âm nhạc dân gian của nước này với nhạc phim hoạt hình Nhật Bản. Những bản nhạc đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội và là minh chứng cho việc âm nhạc có thể vượt qua mọi biên giới. Là một người đam mê văn hóa Nhật Bản và âm nhạc, ông Eduardo Becerra mong muốn tạo ra một dòng nhạc mới có thể dung hợp các sở thích đó. Los Sinigamis del Morte, một ban nhạc gồm 5 thành viên người Mexico đã được sáng lập dựa trên tiêu chí đó. Nhóm chuyên biểu diễn nhạc norteño, một thể loại nhạc mang ảnh hưởng dân gian của khu vực phía Bắc Mexico, kết hợp với nhạc phim hoạt hình Anip của Nhật Bản. Thể loại mới này được nhóm đặt tên là Notaku, một sự kết hợp giữa norteño của Mexico và từ Otaku của Nhật Bản. Buổi biểu diễn gần đây của nhóm đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội, Nhóm mong muốn sẽ là những người đi đầu và truyền lửa để trong tương lai sẽ có những ban nhạc mới tiếp tục kết hợp những dòng nhạc đặc trưng của các quốc gia với nhau giúp thế giới trở nên gắn kết hơn. Tại vòng trưng bày Kotao ở thủ đô London của Anh, một dự án mới kết hợp nghệ thuật và khoa học bằng cách đeo thiết bị hiển thị tín hiệu từ não lên màn hình để thấy bộ não của chúng ta được kích thích như thế nào khi nhìn thấy một bức tranh đẹp. Những người ghé thăm một phòng trưng bày ở London, Anh có thể dùng công nghệ này và xem sóng não của chính họ trong thời gian thực khi họ chiêm ngưỡng các tác phẩm của một số họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Những người xem tranh chỉ cần đeo thiết bị chuyển các tín hiệu điện nhỏ từ não của người xem thành hình ảnh trực quan theo thời gian thực. Nhà tổ chức hy vọng bằng cách nêu bật tác động tích cực của việc xem nghệ thuật đối với tâm lý và sức khỏe của chúng ta sẽ khuyến khích nhiều người đến thăm các phòng trưng bày và bảo tàng hơn. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, Cảnh sát giao thông Tiền Giang truy bắt tài xế chở hàng cấm bỏ chạy trong đêm. Tiếng mục chuyện kỳ mới, Tết về ở làng heo đất lái thiêu, dự báo cá chép hóa rồng sẽ lên ngôi. tiểu mục cà phê không đường. Tiếng mục cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với câu chuyện buồn mùa kiệu Tết ở Cảnh Hòa. Thưa quý vị, dù tăng gấp 3 lần diện tích trồng so với năm 2022, nhưng do thời tiết không thuận lợi, giá cả xuống thấp khiến người nông dân trồng kiệu Tết ở miền Trung năm nay kém vui Phóng sự ghi nhận tại huyện Cam Lâm, vùng trồng kiệu lớn của tỉnh Khánh Hòa. Hơn chục ngày qua, hàng trăm người dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa bắt đầu thu hoạch kiệu bán cho thương lái để xuất đi bán dịp Tết Nguyên Đán ở các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, giá kiệu năm nay giảm hơn 10.000 đồng một kg, dao động từ 22 đến 25.000 đồng một kg, trong khi cùng kỳ năm ngoái đến 37.000 đồng một kg. Đây là vụ kiệu được trồng từ giữa năm và là vụ kiệu duy nhất trong năm bà con mong được giá nhưng Tết này lại kém vui. Chị Phan Thị Thu Thảo, chủ vườn kiệu ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ. Hôm nay lỗ, nói chung là so với năm trước là năm nay lỗ, người thu mua lỗ nhiều. Đại giá năm nay tầm dao động từ 22 tới 25 ngàn. Dạ, so với năm trước là lỗ nhiều. Năm trước bao nhiêu? Dạ, năm trước giá tầm hơn 30 ngàn một cân. Dạ, sản lượng thì có có đám đạt, đám không, nhưng mà đa số là là, là, là là không đẹp á có nhiều năm nay keo nhiều anh nói chung là không đủ hàng để gieo đi á nhưng mà chỉ là không có giá thôi đi các tỉnh luôn đi đây ví dụ đây này hậu giang cần thơ rồi sài gòn thủ đức rồi đi các tỉnh luôn tiêu thụ các tỉnh mà không có đủ ví dụ một ngày khách đặt bốn năm tấn vậy nhưng mà chỉ đi được hai đến ba tấn là cái vừa của em thôi còn những vừa khác thì em chưa nói tới kia khách hòa nổi tiếng thơm ngon khi muối củ kiệu trắng giòn và rất ngon nên được thị trường ưa chuộng Mặc dù giá kiệu giảm so với năm trước, nhưng nhu cầu tiêu thụ từ các thương lái vẫn tăng cao. Hiện các chủ vựa kiệu đang tìm kiếm nhân công để cắt kiệu, tạo cơ hội việc làm thêm cho người dân địa phương trong mùa Tết. Mỗi ngày một người lao động có thể kiếm được từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Ông Phan Võ Hưng ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nói. Sáng sớm là coi như 1 giờ họ đã đã đi nhỏ rồi. Miết 6-7 giờ là coi như xe phải chở về tới đây để bắt đầu tiếp tục bà con rửa rửa xong mới cân, à, cứ mấu này tới rồi cân rồi mấu kia tới rồi cân, còn là đi thành phố nó cũng có mấu có mang hết rồi. Toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 100 ha trồng kiệu tết, trong đó tại huyện Cam Lâm đã có 90 ha tập trung ở các xã Cam An, Cam Hiệp Nam, Cam Hải Đông và thị trấn Cam Đức, tại thành phố Cam Ranh với khoảng 10 ha tập trung ở xã Cam Thành Nam và phường Cam Nghĩa Tin nóng. Tiếp theo sau đây là phần tin nóng mời quý vị tiếp tục theo dõi. Sáng ngày 30 tháng 1, công an huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn. Trước đó nhận được thông tin về một ô tô có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm nên công an huyện Châu Thành phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra xử lý. Thấy lực lượng chức năng đối tượng điều khiển phương tiện đã vượt lên để chạy trốn. Khi bị bao vây, đối tượng điều khiển ô tô chạy lên lề đường, sau đó bỏ chạy. Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe có 19.000 bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài và nhiều biển kiểm soát ô tô khác nhau. Sau một giờ tìm kiếm, lực lượng đã bắt được đối tượng Phan Thanh Điền sinh năm 2002. Qua điều tra ban đầu, Điền khai nhận vận chuyển thuê thuốc lá từ huyện Bình Hiệp, tỉnh Long An đến tỉnh Bến Tre để giao cho một người tên Thái khi đi qua địa phận tỉnh tiền giang thì điền bị bắt giữ công an huyện châu thành tạm giữ điền và tiến hành làm việc với hai đối tượng khác có liên quan đồng thời phối hợp viện kiểm sát nhân dân cung cấp tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật Công an thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn phường Linh Trung. Thông tin ban đầu, tài xế Bạch Văn Hùng A, 34 tuổi, ngụ tỉnh Long An, lái xe bồn trên đường Phạm Văn Đồng hướng cầu Bình Lợi đi cầu vượt Linh Xuân. Khi đến quốc lộ 1, đoạn dưới chân cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Trung, xe rẽ phải thì bất ngờ va chạm với xe máy do chị VQN, 24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương chạy cùng chiều. Chị N ngã xuống đường rồi bị cuốn vào gầm xe bồn, tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức và cảnh sát giao thông có mặt, trích xuất camera an ninh định làm rõ nguyên nhân tai nạn. Sáng ngày 30 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng vừa chữa cháy một xe tải chở nguyên liệu sợi thuốc lá chạy trên cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ. Trước đó, ông NVD sinh 1962 điều khiển xe tải lưu thông hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, khi đang lưu thông trên đường cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ, đoạn xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, thì xe có dấu hiệu chạy chậm, nên ông D dừng lại kiểm tra. Lúc này ông Đê phát hiện có tiếng nổ và lửa bốc cháy từ sau cabin nên vội dùng bình chữa cháy dập lửa. Đồng thời ông Đê đã gọi lực lượng 114 công an tỉnh Vĩnh Long nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ liền điều hai xe cùng 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 3,5 tỷ đồng. Một vụ cháy khác đã xảy ra tại một cửa hàng thực phẩm ở phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Anh Trần Văn Vinh, chủ cửa hàng thực phẩm Tuấn Vinh cho biết, khoảng hơn 8 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2024, gia đình phát hiện ngọn lửa bùng lên từ tủ lạnh phía sau ngôi nhà. Do bên trong cửa hàng có nhiều vật dụng nên ngọn lửa càng bùng phát mạnh hơn, tỏa khói đen bốc mùi khét lẹt. Gia đình hô hoáng mọi người xung quanh gọi điện thoại cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đến ứng cứu. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động hai xe chữa cháy chuyên dụng cùng với gần 20 chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt, nguyên nhân gây cháy ban đầu có thể do chập điện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thưa quý vị, Tết Nguyên đáng giáp đến đang cận kề, nhiều cơ sở sản xuất heo đất ở Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương đang tất bật chuẩn bị đơn hàng phục vụ nhu cầu tăng cao dịp Tết với những sản phẩm đại diện cho con rồng, con giáp của năm 2024. Làng heo đất ở Lái Thiêu Bình Dương ra đời cách đây gần nửa thế kỷ, cho đến nay đa số hộ theo nghề đã vơi đi, nhưng nét đẹp truyền thống của làng nghề vẫn được bảo toàn nguyên vẹn những hộ bám theo nghề vẫn biệt mài vật lộn với con heo bò ống. Mỗi dịp Tết đến, không khí tại nơi này càng thêm tất bật. Năm nay trước tình hình kinh tế khó khăn, các hộ dân vẫn kiên trì nâng cao chất lượng sản phẩm để thu khách hàng và duy trì danh số. Tiểu mục chuyện ngày mới. Tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay mời quý vị cùng nghe về làng nghề heo đất lấy thiêu để trải nghiệm không khí sản xuất nhộn nhịp để đón Tết quý vị nhé. Chú cá chép khỏe khoắn, gặm phi ngọc quý, cưỡi trên những đợt sóng dữ dội, chống chọi với tha thức để vượt phủ môn và hóa thành một con rồng oai vệ. Đây là mẫu linh vật được dự báo sẽ hot nhất làng heo đất lái thiêu dịp Tết Nguyên đáng năm nay. Hình tượng cá chép hóa rồng trong truyền thuyết chính là cảm hứng cho mẫu linh vật độc lạ này. Chị Nguyễn Thanh Hương ở làng heo đất lái thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương giới thiệu. Dạ đây là cá chép hóa rồng, giá thành của nó là tầm khoảng 50.000 đồng. Để có một con cá chép hóa rồng như vậy thì phải đổ khuôn xong rồi mình đúc lò rồi mình sơn rồi mình nhũ kim tuyến lên trong đó thì công đoạn khó nhất là công đoạn đổ khuôn với lại nhũ mấy cái kim tuyến như thế này rất là lâu dạ này là mẫu mới bên xưởng heo của em luôn nhưng mà rất rất là được ưa chuộng luôn á đặt hàng rất là nhiều tại làng heo đất lấy thiêu thuộc thành phố thuận an tỉnh bình dương không chỉ cái chép hóa rồng mà những mẫu heo đất truyền thống cũng đang gấp rút sản xuất để phục vụ cho tết nguyên đán giáp thịnh sắp tới dù từ đầu tháng 11 đã bắt đầu có đơn hàng Tết, nhưng theo các chủ cơ sở, tình hình kinh tế khó khăn khiến số lượng đơn hàng sụt giảm gần phân nửa so với mọi năm. Chị Châu Hồng Vân ở làng heo đất lấy Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương chia sẻ. Hôm nay cũng chậm, cũng khó khăn nên nó cũng xoay rai rai, à. nó còn không có bằng như mấy năm trước. Khoảng bằng 50% phần trăm của năm rồi, dù hôm nay rồi bán được 100 bịch, nay bán cỡ 50 bịch, thì khá là như vậy. Kinh tế thì công nhân đồ đâu có đâu có cũng nghĩ nhiều đâu có ấy đâu đâu có làm được ha đâu công việc không ổn định nên đâu có tiền đâu mà mua để dành mua heo để dành tiền đâu cách đó không xa các công dân ở xưởng sản xuất heo đất của chị cổ thị phương trang cũng tất bật chuẩn bị hàng tết từ các khu làm đất đổ khuôn cho đến quét sơn vẽ trang trí và đóng gói ai cũng muốn được tăng ca để có thêm tiền sắm tết chị phương trang cho biết nói chung là nó giảm hơn so với mấy năm trước kiểu mấy năm trước thì ví dụ mình 10 phần thì năm nay còn có 7 phần thôi chắc cũng do tình hình kinh tế khó khăn á nên là người ta giảm cái lượng hàng lại đi cái mấy người mà người ta mua lại đó, người ta bán cũng chậm nên là mình đi hàng cũng ít heo bi này thì mình bán mỗi con là thì khoảng năm nghìn rưỡi heo nhỏ này nè rồi nó tăng dần tăng dần đến 55 mươi là những hàng triệu nó mới nó mới cao giá còn những cái hàng truyền thống này thì chỉ có 5.000 rồi 10.000 15.000 thôi để giải bài toán sụt giảm đơn hàng nhiều chủ cơ sở phải giảm giờ làm của nhân công tuy nhiên nhiều người vẫn hy vọng tình hình sẽ khởi sắc hơn vào thời điểm cận tết và duy trì đến vài tháng sau tết chị phương trang cho biết thêm hàng mình ra cũng chậm vậy thì hết cũng buồn chứ cũng có vài cái điều hơi khó khăn xíu là lúc trước á, là Bình Quân là khoảng 10 người trong là 10 người có thể là một ngày người ta tăng ca khoảng 2 tiếng hoặc là 3 tiếng như là những cái lúc mà mình bán đắt vậy nè là người ta tăng ca nhiều. Còn những cái lúc mà mình chậm hàng á thì người ta chỉ làm đủ tuần thôi, có khi một tuần á người ta chỉ làm có 4 ngày. Chứ người ta không được làm nhiều chứ không được tăng ca. Nên là kinh tế rồi nó sẽ khó khăn hơn. Chị Châu Hồng Vân cho biết nếu mà hàng nhiều thì mình tăng ca thường xuyên, ngày nào mình cũng tăng ca thêm tới 7 giờ 8 giờ. Còn bây giờ người hàng nữa ít đó, thì mình nhắm làm trong giờ hành chánh thôi, trong 8 tiếng thôi. Ai cũng mong muốn thì làm, ví dụ mình được bán hàng nhiều hơn chứ ổn định cuộc sống hơn mà tại vì kinh tế thì ai cũng bị ảnh hưởng hết. Hàng ai cũng muốn được bán được nhiều chứ. Những chồng heo đất đủ màu sắc chất đầy các góc đường gõ hẻm báo hiệu Tết lại về ở làng heo đất lái thiêu. Dù số lượng đơn hàng không bằng những năm trước, nhưng với các hộ dân nơi đây, Tết vẫn là thời điểm tất bật nhất, với hy vọng một năm mới may mắn như chính mẫu cá chép vượt vũ môn hóa rồng được dự báo sẽ hút hàng dịp Tết này. Vâng, có thể nói từng sản phẩm nơi đây vẫn chứa đựng giá trị đặc biệt, được người thợ với tay nghề khéo léo chăm chút dù là chi tiết nhỏ nhất có tận mắt quan sát công đoạn trang trí tại làng nghề làm heo đất lấy thiêu này, chúng ta mới cảm nhận được hết tâm huyết của người chế tác thông qua những đường cong, hòa tiết cây cỏ, hoa lá, vẽ thủ công vô cùng sống động. Và thưa quý vị, trải nghiệm thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Phú Khánh cùng với Minh Lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.